Anh Nhiên, lập tức chi viện, sơ tán người dân. Dạ Long, bây giờ chúng tôi đã tới, cố gắng khống chế phần tử phi pháp. Để chúng tôi nhìn chỗ công cộng, bảo đảm an toàn cho người dân. Bảo lên. Sếp Lạc, bây giờ tôi đang ở lầu 3, trên lầu có tiếng súng. Bây giờ tôi đang lên trển, anh Bạch sơ tán người dân đi. Được. Anh đã bỏ trốn rồi, tìm đi, nhanh lên. Dạ. Dạ. Tình hình sao rồi? Trên đó có tiếng súng, có lẽ có vài tay súng ở đây. Đặc công mà chúng ta cần tìm, không chừng ở trên đây. Chỉ ra tìm đi, mọi người nhớ cẩn thận. Yes sir. Có sao hay không? Không sao. Đi. Chỉ có một mình anh có đủ tư cách nói chuyện với tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Họ không có tư cách giúp cho anh. Tôi cũng vậy. Chúng ta trao đổi. Nếu như anh giúp được tôi, tôi cũng có thể giúp cảnh sát Hồng Kông một số việc. Anh nói đúng. Anh tới đây để tự thú. Chúng tôi nhất định trả anh về siêu lên. Nếu là chương trình đạn đạo thì sao? Nếu như anh giúp được tôi, tất cả thuộc về mọi người. Để tôi nói cái đã. Tôi không thể có bất cứ quyết định gì hết. Vậy thì ai có thể? Tôi sẽ dẫn anh đi gặp. Hắn là đặc công đó. Đưa hắn về thật sao? Vốn dĩ đã phải bắt rồi. Sợ hả?
hay là để hắn ở đây. Nhưng nếu như hắn chạy thoát, anh phải đi moi hắn về đó. Vậy thì không nên. Chẳng qua tôi sợ hắn ta giở trò thôi. Có khi nào có bom tự sát gì đó hay không chứ? Có thể tới tử thú, rõ ràng là lâm vào đường cùng rồi. Nè, nội bộ mâu thuẫn là phần tử khủng bố và đặc công Nga. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Kyle ăn cắp tàu ngầm và bản thiết kế, đúng ra là muốn bán cho phần tử khủng bố Aisha. Ai ngờ đâu bị đặc công của Nga đi trước một bước, còn giết luôn cả nhà của anh ta. Cho nên anh ta cố tình làm cho hai bên đấu súng. Anh ta cũng vô phương rồi, vợ cũng đã chết, chỉ muốn cứu được đứa con mà thôi. Con của anh ta cũng đã bị người ta thủ tiêu rồi. Trời, không phải, không phải. Vậy tức là hắn vì tự cứu mình cho nên mới tới tự thú. Tôi cảm thấy là anh ta muốn trả thù nhiều hơn. Để tôi vô nói chuyện với hắn gì. Anh đang đợi cái gì? Nếu như anh không muốn nói trước thì để tôi nói gì. Một mình anh sao? Chúng tôi nắm giữ tất cả thông tin về anh. Thành thật chia buồn với anh, nhưng mà chúng tôi nhất định chuyển anh về Chilean xét xử. Đó là trách nhiệm của anh. Bắt đầu từ hôm tôi bị mất tàu ngầm, tôi biết đặc công Faren và phần tử khủng bố đều muốn giết tôi. Luôn cả gia đình tôi cũng giết rồi. Cho nên tôi cần phải giữ lại mạng sống. Vì cái gì? Trả thù à? Anh nên nhớ, anh không thể nào lợi dụng chúng tôi hay là chính phủ Chilean. Tôi cần mang chương trình đạn đạo đi. Chiến tuyến vô hình nhất định có thể giúp tôi. Anh đang đe dọa chính phủ và một quốc gia. Chiến tuyến vô hình nhất định sẽ không chấp nhận. Có thể. Tôi không nghĩ vậy đâu. Hay là về đi. Tôi có thể giúp cảnh sát Hồng Kông bắt giữ đặc công Faren và phần tử khủng bố. Chuyện đó càng không thể nào. Chúng tôi sẽ không giúp cho anh để trả thù đâu. Cho dù là đặc công Faren hay là phần tử khủng bố đang ở Hồng Kông, các vị sẽ đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng.